Hello anh em. Chào mừng em đã quay trở lại kênh của An Phát. Lại là Vanh đây. Nói đến Predator Helios thì anh em thường nghĩ đến ngay là Helios 300 đúng không? Nhưng mà hôm nay mình mang đến cho anh em một mẫu máy hoàn toàn mới. Đó chính là Predator Helios Neo. Thì ở bên cạnh mình đây chính là phiên bản Helios Neo 16. Và chiếc máy này có gì đặc biệt thì hãy cùng mình và chi tiết video anh em nhé. Bắt đầu thôi. Đầu tiên là về thiết kế thì vẫn cái logo Predator to đùng giống Helios 300 thôi, vì đây là bản nâng cấp của nó mà. Tuy nhiên thì điểm khác biệt nhất đó chính là có thêm các họa tiết ở góc bên phải đây. Và theo từ hãng thì đây có nghĩa là các mã nguồn, khi anh em đọc mã và giải mã thì sẽ mở khóa được nội dung bên trong. Nói thế chứ mình thì tất nhiên là chưa làm được rồi. Thiết kế tổng thể thì mình thấy chiếc máy này cũng không quá là hầm mố, nhưng mà vẫn không kém phần gaming nha. Và chiếc máy này cũng được dùng tôn màu xanh chủ đạo, nên là mình thấy cân bằng được giữa phần sang trọng này và hầm mố. Mặt A được làm bằng kim loại cao cấp nên là việc bám vân tay là không thể tránh khỏi. Nhưng mà anh em chỉ cần dùng giấy lau nhẹ đi là hết đấy mà. Về cân nặng thì chiếc máy này có cân nặng 2,6kg. Đối với các anh em con trai thì mình thấy cũng không là quá nặng đúng không? Nên là vẫn có thể cầm nó đi lại được. Nhìn từ qua xung quanh thì anh em cũng có thể thấy được là các khe tản nhiệt được đặt ở hai bên này, mặt sau và cả phần đáy nữa. Cách thiết kế đặt tản nhiệt như này thì cũng không có gì quá xa lạ với anh em rồi nhỉ? Helios Neo có khả năng làm mát hiện đại với công nghệ quạt Aero Blade 3D thế hệ thứ 5 hoàn toàn bằng kim loại. Mỡ tản nhiệt kim loại lỏng sẽ giúp cho máy của anh em luôn mát mẻ khi chuyển những tựa game nặng đô. Về cổng kết nối thì ở đây chúng ta có thể thấy được là có đầy đủ các cổng, bao gồm một cổng sạc này, một cổng HDMI, một cổng mạng LAN, hai cổng Thunderbolt 4, ba cổng USB Type A, một khe cho thẻ nhớ SD và một cổng cho jack tai nghe 3.5mm. Và ngoài ra, chiếc máy này còn có hai giải pháp mạng cực kỳ mới và xịn sò. Đó chính là Intel Killer E2006 Ethernet và Intel Killer Wi-Fi 6 AX1650. Với hai công nghệ này sẽ giúp cho anh em chiến game mà không sợ giật lag hay là ping cao. Tiếp theo tới cái mà anh em đang quan tâm nhất, đó chính là phần cấu hình. Chiếc máy này được trang bị CPU Intel Core i5 13500HX, RAM 8GB, DDR5 bus 4800, ổ cứng SSD 512GB PCIe, NVMe SATA, VGA RTX 4050 6GB. Với 8GB RAM ở thời điểm hiện tại thì có vẻ là hơi ít. Theo mình thì anh em nên nâng lên 16GB sẽ có trải nghiệm tốt hơn rất là nhiều. Vừa hay, khi anh em mua chiếc máy này tại Alphard sẽ có voucher hỗ trợ khi mua RAM laptop với giá cực kỳ là ưu đãi. Nên là link sản phẩm mình sẽ để ở phía dưới mô tả nha. Với CPU i5 đời thứ 13 mới nhất và RTX 4000 series, ngoài chơi game ra anh em có thể sử dụng để làm những tác vụ đồ họa một cách mượt mà và thoải mái. Với chiếc SSD NVMe sẽ giúp cho anh em mở máy hay là mở phần mềm sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Ngoài ra nó còn có công nghệ là SATA cho phép SSD tự mã hóa dữ liệu trong quá trình lưu trữ, bảo vệ dữ liệu khỏi bị truy cập trái phép. Đi kèm với này, chúng ta có một chiếc màn hình 16 inch, tỷ lệ 1610, độ phân giải là WQXGA, có nghĩa là 2560 nhân với 1600, tấm nền IPS, độ sáng 500 nit và tần số quét là 165Hz. Với độ phân giải như trên và tấm nền IPS sẽ cho anh em một trải nghiệm sử dụng, làm việc này hay là xem phim, xem YouTube với hình ảnh cực kỳ sắc nét. Với độ sáng là 500 nit thì anh em có thể sử dụng trong nhà quá là thoải mái rồi, có khi mang ra ngoài dùng cũng được ấy chứ. Nhưng mà mình nói thế thôi, chứ anh em cũng đừng mang ra ngoài. Mà làm gì có ai mang con laptop gaming ra ngoài trời nắng để chơi game đâu. Với tần số quét là 165Hz, vừa giúp màn hình hiển thị nhiều khung ảnh hơn, có đồng nghĩa việc là mang đến trải nghiệm hình ảnh mượt mà và đã mắt hơn rất là nhiều. À, chiếc máy này còn được trang bị công nghệ Advanced Optimus. Công nghệ có nghĩa là khi anh em không dùng phần mềm của tác vụ đồ họa mạnh ý, thì GPU rời sẽ tự động tắt đi và sử dụng eGPU. Còn khi nào mà cần đến tác vụ đồ họa nặng thì GPU sẽ tự động mở lại cho anh em. Điều này giúp cho thời gian sử dụng máy sẽ lâu hơn, tiết kiệm pin hơn. Nhưng mà laptop gaming mà, anh em phải cắm sạc thì mới bung được hết hiệu năng chứ. Tiện năng nói về pin thì chiếc máy này được trang bị một viên pin 4 cell 90Wh. Với viên pin này thì vẫn đáp ứng cho anh em sử dụng trong vòng 3 đến 4 giờ hoặc hơn tùy theo cách anh em sử dụng nhé. Còn chơi game thì cứ nên cắm sạc vào anh em ạ. Hiệu năng cao chơi game đã hơn rất là nhiều chứ. Để cho anh em có cái nhìn trực quan hơn thì hãy cùng mình đến với phần test hiệu năng của em máy này nhé. Ok, tựa game đầu tiên mình test đó chính là God of War. Thì ở đây mình test với đồ họa là Ultra và có bật DLSS Ultra Performance nha. Thì FPS chúng ta rơi vào khoảng gần 60, có khi vẫn lên hơn. Nhiệt độ của CPU và GPU nó sẽ xem nhau là rơi vào khoảng hơn 70 độ một tí. Nhưng theo mình thấy với một chiếc laptop mình như thế này là quá là ngon, bởi vì cái hệ thống tản nhiệt của nó cực kỳ là hiện đại như mình nói ở phần đầu video đấy. Và số watt điện của GPU ăn khoảng hơn 80W, 86 đến 87, còn CPU là khoảng gần 60. Tiếp theo là tựa game, đó chính là CSGO với mức thiết lập đồ họa là Very High hết nha. Thì
thì FPS rơi vào khoảng luôn luôn ở khoảng hơn 200 và cái nhiệt độ của GPU rơi vào khoảng hơn 60, CPU thì suýt soát gần 70. Thì tất nhiên đây là một tựa game ăn CPU khá là nhiều, nên là cái việc GPU nó ít hơn và CPU nó nhiều hơn thì đây là điều đương nhiên rồi anh em ạ. Ok, và phần test hiệu năng trên máy này của mình đã xong. Anh em thấy hiệu năng của nó như thế nào thì hãy để lại comment ở phía dưới phần bình luận cho mình nhé. Còn đối với mình, sau khoảng thời gian mình sử dụng thì mình thấy nó đáp ứng được hầu hết tất cả các nhu cầu của mình, từ làm việc này, edit video hay là cho tới chiến các tựa game. Và với cân nặng chỉ khoảng 2,6kg và với cả là mình là con trai nữa, nên là việc mang đi ra quán cà phê làm việc thì vẫn cứ là ok. Chiếc Predator Helios Neo này hiện đang được bán tại Apple Computer với mức giá đâu đó loanh quanh gần 35 triệu. Với mình thì mình thấy những công nghệ mà chiếc máy này mang lại thì nó hoàn toàn là xứng đáng với chi phí đó. Hãy đến ngay với em Phát để trải nghiệm và xúc em nó nào. Cảm ơn anh em đã xem và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nhé.